Xin chào các bạn. Thì mới nãy mình có chặt một nhánh tre nè. Và ở đây là dụng cụ mình dùng để bẫy chim. Đây là cây bẫy chim và một con ếch để mồi. Giờ mình sẽ cột con ếch vô nhánh tre trước nha. Cây bẫy chim thì nó như vậy nè các bạn. Ở trong đây là nước á, người ta để như vậy cho nó đừng có dính cái hũ á, còn mình lấy ra thì mình sẽ chét vô cây. Sẽ quấn vòng cái cây. Mình sẽ quấn hết cái cây tre này luôn. Cái keo này á, thì nó còn nước á, cho nên nó chưa có dính, mình quấn nó dễ á. Một hồi tí nữa á, mà nó hết cái nước rồi á, thì cái keo này nó rất là dính, con chim mà nó đậu lên đây rồi là nó sẽ không có bay ra được á. Công đoạn mà bẫy chim mình cũng đã làm xong rồi, nhưng mà không thể thiếu á là một cái máy để mình nè, mình sẽ mở ra cho các bạn nghe là tiếng của con nhái để mình dụ con chim nó lại. Giờ mình sẽ đi vô nha. Một tí nữa để mình coi con bẹp bẹp này sẽ làm món gì ngon đây ta. Các bạn ơi, nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ mình sẽ làm món bẹp bẹp xào măng tây cho các bạn cùng thưởng thức nha. Không quá các bạn ơi, món này một hồi là hao pin lắm nha. Măng tây chín là mình sẽ cho hành với tiêu vô.
mình mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Món này là hao bia lắm nha. Cái đùi này là các bạn nhỏ nhỏ xinh xinh. Món này thì mình sẽ ăn với nước tương ớt. Các bạn thấy chén nước tương của mình không? Cũng ớt không à nha. Giờ mình sẽ ăn thử cảm nhận thử nó như thế nào. Dai quá các bạn ơi. Măng tây ăn nó sực sực luôn á, măng tây nó rất là ngọt á các bạn. Có tiêu nữa nó thơm thơm. Cái này mình sợ vừa ăn không chấm nước tương cũng được. Quên, món ngon là không thể thiếu bia. Bia nó ngọt quá, mình uống nước bia tưởng tượng nó giống như uống nước mía ấy. Dài quá các bạn à. Mình xào thịt của con mềm mềm này cũng hơi lâu á, mà giờ nó vẫn còn dai. Cái bẫy á, con bẹp bẹp á, và mình để máy quay đó, mình định quay á, cái con bẹp bẹp nó đi từ từ nó dính vô cái bẫy, mà nửa chừng mình quay cái máy mình nó bị hết pin á, cho nên mình mất đi sạc, chứ không thì nó còn ly kỳ hấp dẫn hơn á các bạn. Măng tây giòn giụm, con thịt của nó. Gà nó cũng không ăn nữa các bạn. Để mình cho nó miếng nha. Ngon nhất là măng tây nó ngọt. Mình, nếu các bạn thích kênh của mình hãy nhớ like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. I love you.